Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái công trình biệt thự vườn Mai Thái mà bên Kiến trúc HCG đã tư vấn cho nhà anh Đinh Quang Minh ở khu Cự Tiến, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ quý vị các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình xin phép là sẽ chia sẻ cái phần 3D mà bên Kiến trúc HCG đã tư vấn thiết kế cho anh để quý vị các bạn có thể nắm bắt được và áp dụng được vào trong công trình của nhà mình một cách nó nhanh nhất nhé quý vị các bạn nhé. Thế còn trên màn hình của quý vị các bạn đang xem đó chính là toàn bộ cái phần trang web của bên Kiến trúc HCG. Đây là cái phần nguyên chuyên mục thiết kế nhà vườn quý vị các bạn nhé. Các bạn muốn tìm hiểu về bất cứ một cái công trình nào thì quý vị các bạn có thể là vào trực tiếp công trình đó. Đấy. Sau đó thì các bạn xem ảnh hoặc là xem các bài viết liên quan đến mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình thì là bên mình đều chia sẻ rất rõ như thế này, nên là các bạn rất là dễ dàng để chúng ta xem một cái công trình của bên HCG. Còn các bạn là muốn sở hữu bất cứ một cái mục bộ hồ sơ của công trình của bên mình thì các bạn hãy inbox ngay cho Cường hoặc là theo cái số điện thoại hotline ở trên màn hình nhé các bạn nhé. Đấy là về cái trang web của Kiến trúc HCG. Còn nữa các bạn có thể là vào trực tiếp cái phần báo giá này, hay là phần tra tuổi làm nhà, xây xa hướng xây nhà, hay là tra thức lỗ ban để chúng ta xem. Đó, tất cả cái này thì là bên mình đều làm rất rõ ràng chi tiết như này để cho các bạn có thể là xem và áp dụng cho ngôi nhà của mình tốt nhất đấy các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần 3D của công trình. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái phần hình ảnh 3D công trình những quý vị các bạn nhé. Nên mình đang chia sẻ cho quý vị các bạn phần 3D nhìn từ trên cao xuống. Công trình thì là được thiết kế theo phong cách kiến trúc là tân cổ với lại các hệ mái. Đây là mái Thái nhé các bạn, đây là mái Thái ạ. Phần đằng trước này chúng ta sẽ có là ba cái mái và một cái mái đệm ở đằng sau. Phần bên hông thì chúng ta có một cái mái đệm của mái chính và có hai mái và một sảnh phụ các bạn. Đây là cái phần sảnh chính. Thế thì là mình xin phép là sẽ chia sẻ từng phần một lối lên của công trình. Hiện nay bên HCG đang làm là 5 bậc. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái phần sảnh phụ vào với cái phần mái vòm rất là cao và đẹp như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là phần cửa, là cửa khu gỗ Linh Nam Phi, bản vẽ rất là chi tiết, các bạn đã biết rồi, hồ sơ của HCG là hồ sơ bản vẽ chi tiết thi công, thế nên là 2D sẽ kết hợp 3D, các bác thợ chỉ cần nhìn cái là làm được luôn, kể cả các bác thợ mà chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đọc bản vẽ thì các bác nhìn qua các bác có thể làm được. Và cái thứ hai là phần nối lên của phần cột thì đối với HCG là làm theo cái cột tân cổ. Thì các bạn nào mà chưa có kích thước cột này, các bạn xem video của HCG để nắm bắt được. Về phần diềm phào chạy xung quanh công trình, đây là một trong những cái hệ phào tân cổ nhé các bạn nhé. Đây là các hệ phào tân cổ, trên là phào lõm, dưới là các cái hệ phào lồi. Các phào lõm, phào lồi được cách đều rất là đẹp. Công trình thì là các cái con sơn. Toàn bộ cái hệ bên dưới các phần ô cửa này thì đều được thiết kế bằng phào rất là đẹp, rõ ràng chi tiết như thế này để cho anh Đinh Quang Minh có thể xem nắm bắt được và rất dễ dàng để làm. Đây là cái phần con sơn bên dưới, các bạn có thể là mua cái phần này để đắp vào các cái phần phào ốp và cột các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta có thêm những cái họa tiết để trang trí cho các phần diềm mái. Thì đây là cái phần họa tiết trang trí ở phần mái chính, ở mái phụ. Đây là phần mái phụ có các cái họa tiết như này rất là đẹp, được HCG là vẽ rất là rõ ra như thế này cho các bạn có thể xem nắm bắt cho nó dễ. Và cái thứ hai nữa là các cái đầu để đặt những cái con sơn chẳng hạn thì cũng đều được làm bằng phào giật hai cấp như các bạn nhé, nên là rất là đẹp và thanh thoát cho cái công trình lần này. Đây là một những cái phần mái nhỏ, đây là thêm một cái mái nhỏ nữa. Thì khi mà chúng ta làm một mái chính to và một mái sảnh thì chúng ta nên làm thêm một cái mái này nữa là mái thứ ba, là để thứ nhất là nhìn từ các cái góc. Để thứ nhất là khi mà chúng ta nhìn từ một cái góc mặt đứng mặt bên như thế này thì các bạn có thể thấy được rằng là đây là một mái, hai mái và ba mái nhé các bạn nhé, bốn mái, năm mái thì các con số mái này thì nó sẽ rất là cân đối cho cái công trình của mình. Và chúng ta tránh là những con số mái nó xấu, chúng ta nên làm những con số mái nó đẹp. Để các bạn, đấy là về cái phần hình thức công trình. Cái trên của mái thì là bên mình đang để là bình năng lượng cũng như là tét nước. Thì cái phần này các bạn có thể là làm cái tét phẳng đi, làm phẳng, sau đó chúng ta sẽ làm cái bình năng lượng ốp sát trực tiếp vào bên trên cái mặt của công trình này, trên mặt mái thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn nếu mà chúng ta đặt ở đây cũng được, nhưng mà là cái phần
khi mà nước vào đằng này sẽ hay thấm các bạn nhé. Bây giờ nó sẽ có một số các loại mà bình năng lượng đặt áp sát vào phần mái đó, thì nó sẽ rất là phù hợp với lại cái khuôn viên, với lại công trình của nhà mình. Chúng ta xem qua một số góc để chúng ta cảm quan được cái đẹp của công trình, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào phần 3D. Đây là một cái góc này, các bạn có thể thấy được rằng là các cái phần mái này thì đều được bên HCG là tính toán thiết kế làm sao để cho các cái độ le ra hay là các cái phần khoảng cách không gian nó nhìn nó đẹp và nó có cái chiều sâu các bạn nhé. Toàn bộ các cái phần mặt tiền đều được thiết kế và cân đối hài hòa, đều được cân đối hài hòa. Tại sao lại vậy? Tại vì là khi mà bên mình cân đối trong quá trình thiết kế thì là cái phần bản vẽ nó khi mà ra thực tế nó mới đẹp được các bạn nhé. Nếu mà chúng ta không có cái sự cân đối thì cái bản vẽ khi mà đi ra nó sẽ rất là công trình đi ra nó rất là xấu đó. Và các bác thợ chỉ việc làm theo bản vẽ hồ sơ với HCG thôi đó. Đây là cái phần mái này, chúng ta xem qua một số các phần góc để chúng ta đi sâu vào phần bản vẽ. Đây cũng là một cái góc rất là đẹp cho cái công trình đó, các bạn thấy được mà. Tất cả các góc nó rất là đẹp. Nhiều khi các bác thợ nhìn như thế này, các bác sẽ làm lên, các bác sẽ thấy rất là cao. Thế nhưng mà trên thực tế và các cái đứng các cái góc từ 10m, 15m thì rất là đẹp và cực kỳ là thoát cho cái công trình của mình. Để các bạn nhé. Đây là phần phụ kề mái, chúng ta sẽ đi sâu vào phần 3D. Trên đây là toàn bộ cái phần 3D của công trình. Thì cái kích thước mặt tiền là bằng 10m và chiều sâu mặt tiền là bằng 18m. Đây là cái phần sạch. Đó, tất cả cái phần này là phần phào đặt thấp hạ cấp để chúng ta làm phào chạy xung quanh. Và là khi mà đi vào thì đây là phần sảnh, các bạn có thể là bố trí một cái viên gạch nhấn ở đây, đó chính là một cái viên gạch chống đồng rất là đẹp. Và khi mà bước chân vào cái không gian phòng khách này cực kỳ là rộng rãi. Cái lòng của phòng khách hiện nay đang được là bằng 5m5 nha các bạn nhé. Và sâu của phòng khách mình làm khách này cũng được 5m9, rơi vào khoảng tầm 33m2. Và bên này đó chính là cái phần liên quan đến khu vực bếp. Và đây là bếp nấu ăn, các bạn là bếp thẳng, bếp chữ Y các bạn nhé. Và một cái bàn ăn rất to ở đây, phần sảnh phụ mở ra bên ngoài đó. Và chúng ta sẽ có ở đây là một cái phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì rất là rộng, là tầm 17m2, có vệ sinh riêng đó. Và đây là một cái không gian phòng thờ. Phòng thờ này được tầm 11m2, 11,7m2 các bạn nhé, được 3m nhân với lại cái kích thước nó rơi khoảng 4m. Và phòng ngủ 01 đó, đây phòng ngủ 02 là có vệ sinh riêng. Phòng ngủ 03 thì là chúng ta sẽ đi vệ sinh bên ngoài. Đây cái lối hành lang đi xuống bên dưới thì cái hành lang này thì các bạn có thể thấy đường dây có một xí và một tắm. Và chỗ này là để chúng ta đặt cái phần hành lang đi vào các cái hai phòng này, chúng ta có thể đặt được máy giặt các bạn nhé. Đây là phần 3D của công trình ở bên HCG là tư vấn thiết kế cho anh Đinh Quang Minh. Mã số công trình này là 115 các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta xem qua phần hồ sơ bản vẽ của công trình. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái phần hồ sơ bản vẽ của công trình. Đó, thì là hồ sơ bản vẽ của HCG, là hồ sơ bản vẽ chi tiết. Ví dụ như phần kiến trúc là rơi khoảng 40 bản vẽ. Không phải là hồ sơ bản vẽ sơ bộ trôi nổi trên thị trường các bạn nhé. Trên thị trường có rất là nhiều đơn vị, nhưng mà các bạn mà làm các cái bản vẽ mà không chuẩn công ty thì sẽ không phải là cái bản vẽ chi tiết như bên HCG. Đấy là cái mà các bạn cần phải hiểu về bản vẽ, hiểu về công trình thì các bạn mới nên thuê, để tránh hiện tượng là chúng ta không đạt được cái giá trị về thiết kế, về cái công năng sử dụng. Ví dụ các bạn muốn làm trần thạch cao thì mình sẽ vẽ trần thạch cao, còn muốn làm phào thì mình sẽ vẽ phào các cái chi tiết rất rõ ràng. Đó, thì tất cả các cái phần liên quan mặt đứng thì đều được các kiến trúc sư căn chỉnh vẽ lại, vẽ rất là kỹ càng như thế này để cho các bạn có thể là thi công một công trình ra nó đẹp nhất. Và thứ hai nữa là bản vẽ của bên HCG thì cứ 2D thì sẽ kết hợp với 3D, nghĩa là sẽ không thiếu bất cứ một chi tiết nào các bạn. Ví dụ như đây là cái chi tiết mái le thì là sẽ ở trên cái ô văng thì sẽ có rõ ràng như này. Đây là cái chi tiết phào, đây là cái chi tiết phào này. Mặt đứng, mặt cắt qua, tất cả chi tiết con sơn, con tiện thì đều rất là rõ ràng. 2D kết hợp 2D với lại 3D, thế nên là các bạn sẽ rất là yên tâm để thực thi hay là làm được một cái công trình. Đấy, tại sao HCG lại có mặt được chỉ ở trên 63 tỉnh thành và 705 huyện?
Tức là HCG là một trong những đơn vị thiết kế rất là chi tiết, rất là rõ ràng đấy, 2D, 3D kết hợp như này các bạn có thể xem. Mà bên mình có một cái lợi thế để cho các bạn có thể nắm bắt được, và các bạn nào mà đang xem video mà đến giai đoạn này thì các bạn có thể biết được ngay. Giả dụ như đây là một cái bộ cửa của HCG để thống kê rất rõ ràng, rất rõ ràng chi tiết 2D, 3D và cái phần này là cái phần thông thủy này, phần này là phần xây dựng không. Đấy. Và đây là cái phần cắt, đây là đứng, đây là phần phong cảnh, và đây là có cái phần thông thủy 1770 x 2m4. Thì các bạn nào mà muốn tra phần thông thủy thì các bạn vào đây trên cái thước global online này, các bạn chỉ cần nhớ là 1770, các bạn nhấn nút enter thì chúng ta sẽ ra được cái con số rất là đẹp đấy. Ví dụ như là thước 52 chúng ta sẽ ra được con số là thiên tài, được chưa? Phần bên dưới này bên mình đã có cái lý luận lý giải cho các bạn. Phần thước âm phần tức là đồ nội thất thì nó sẽ rơi vào cái cung là hoạch tài các bạn nhé, cung quan. Các bạn có thể là chọn các con số hoặc là các bạn kéo như thế này thì là các cái phần thông tin ở bên dưới sẽ được thay đổi. Giả dụ như cái bộ cửa lúc nãy là 2400, chúng ta chỉ cần chọn là 2400 đó thì chúng ta sẽ được là cái thước 52 và nguyên đo về phần thông thủy cửa nó đang rơi vào cung gọi là nhân lộc. Như các bạn nhé, là nhân lộc rơi vào cái khoảng là cung thập thiên nằm ở trong cung nhân lộc. Tại khoảng này gia chủ luôn sung túc phúc lộc, nghề nghiệp luôn phát đạt, năng tài đắc lợi, con cái thì thông minh hiếu thảo. Như quý vị các bạn thì đấy là cái thước global của HCG. Thì cường xin phép là bật lên đây để cường xin phép là bật mí cho các bạn khoảng tầm ba cái thông thủy số nó cực kỳ đẹp mà các bạn nên áp dụng cho tất cả các ngôi nhà của mình. Đầu tiên là chúng ta có số là 810 đó, đối với lại lòng cửa đi đó, cả ba cái hàng thước global rất là đỏ đó. Và thứ hai chúng ta sẽ có là chiều cao của cửa, các bạn có thể là 2140 đó. Thì nhiều bạn hỏi là 2140 kích thước nó có thấp quá không, thì đây là cường đang chia sẻ nếu các bạn áp dụng cho những cửa thông phòng thì đây là kích thước cực kỳ đẹp các bạn nhé. Và một trong những kích thước mà siêu đẹp nữa mà cường muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là 2350. Ok, đây là một trong kích thước cực kỳ là đẹp và cực kỳ là hài hòa với lại các cái bộ cửa đi đó, các bạn có thể là chụp lại màn hình để nắm bắt được các bạn nhé. Đây phần bên dưới này cường không cần phải đọc lý luận nữa thì các bạn vào trong phần HCG xong rồi vào đây để xem. Còn đối với cửa cổng thì các bạn nên lựa chọn kích thước là 3600, ô tô cực kỳ dễ dàng để vào trong cái công trình của nhà mình, cả ba hàng thước đều đỏ các bạn nhé. Các bạn thật là tuyệt vời khi mà xem đến video đến những phút cuối cùng này và cường đã chia sẻ cho các bạn rồi. Và các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy cảnh quan sân vườn ở trên 63 tỉnh thành, 705 huyện thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với lại bên kiến trúc HCG qua số điện thoại dưới màn hình các bạn nhé. Cường xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.